Để 6 đồ vật này trong bếp, xác định nghèo bền vững, tiền vàng đội nón ra đi. Hoan hỷ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, nhà bếp là nơi chủ quản đồ ăn thức uống, vì thế để tránh bệnh từ miệng mà vào, vấn đề phong thủy sức khỏe cần phải được coi trọng. Hơn nữa, phòng bếp không chỉ là nơi sinh hoạt, nấu ăn cho cả nhà, mà khu vực này còn quyết định tiền tài và hạnh phúc, sự phát triển của cả gia đình. Do vậy, ngày càng có nhiều gia đình quan tâm hơn đến vấn đề phong thủy nhà bếp và muốn cải tạo nhà bếp sao cho vừa đẹp về thẩm mỹ mà vừa hợp phong thủy. Có điều, trong phong thủy nhà bếp có 6 lỗi đại kỵ tuyệt đối chớ nên mắc phải, kẻo sẽ khiến tài lộc trong nhà tiêu tan, tài khí khó lòng tích tụ, chẳng sớm thì muộn cũng tán ra bại sản vì tài lộc thất thoát. Chi tiết sẽ được Phú Quý Tài Lộc chia sẻ ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi và kiểm chứng nhé! Thứ nhất, vòi nước hay đường ống nước bị rò rỉ. Trong nhà bếp không thể thiếu được vòi nước hay đường ống nước dùng để cấp nước sử dụng trong quá trình nấu nướng dọn dẹp. Nếu vòi nước nhà bạn không thể đóng chặt hay đường ống nước vì nhiều nguyên nhân, cũng chính là tài lộc thất thoát trôi đi theo dòng nước. Thứ hai, hũ gạo trống không. Hũ gạo đóng vai trò quan trọng với việc trấn tài. Đặt hũ gạo hợp phong thủy hút tài lộc vào nhà. Ngược lại, hũ gạo trống không hay không có hũ gạo thì chắc chắn là điểm phá tài, nhà kho trống rỗng, chẳng còn chút của cải nào sót lại. Nguyên nhân là vì gạo đại diện cho tài lộc, không có gạo tức là kho tiền của bạn chẳng có gì. Đặc biệt, hũ gạo rất kỵ màu đỏ, tuyệt đối không nên chọn hũ gạo có màu này. Đỏ là màu của hành hỏa, mà lửa của hỏa sẽ thiêu đốt tiền tài, khiến cho vận trình tài lộc nhanh chóng sa sút. Dù có kiếm được tiền thì cũng như gió vào nhà trống, chẳng thể giữ lại trong tay. Thứ ba, đặt máy giặt trong nhà bếp. Đây là một lỗi đại kỵ trong phong thủy nhà bếp. Nhiều gia đình vì thuận tiện nên đặt ngay máy giặt trong nhà bếp, vô tình khiến cho lượng nước cần tiêu thụ ở vị trí này gia tăng rõ rệt. Đó không phải là vị trí đặt máy giặt phong thủy có lợi. Vì nước chảy thì tiền bạc tiêu hao, lượng nước máy giặt cần dùng quá lớn khiến mất cân bằng ngũ hành thủy hỏa trong nhà bếp. Bên cạnh đó, nước xả ra từ máy giặt không được sạch sẽ, ảnh hưởng đến vận khí trong nhà bếp. Ngoài ra, nếu xét về vấn đề sức khỏe thì trong nước xả đó có chứa rất nhiều vi khuẩn không tốt cho sức khỏe con người. Nếu để vi khuẩn đó xâm nhập vào thức ăn trong nhà bếp thì càng thêm nguy hại. Thứ tư, bếp nằm gần đường ống nước chính. Thủy khí từ đường ống nước và hỏa khí từ bếp mà gặp nhau tất sẽ sinh xung khắc, dễ khiến cho thủy hỏa bất dung. Do đó, khi bài trí và sắp xếp nội thất trong nhà bếp, cần chú ý không đặt bếp cạnh những đồ vật mang hành thủy hay chứa nhiều nước như chậu rửa, ống nước, vòi nước, tủ lạnh. Cũng nên tránh đặt bếp ở vị trí đối diện với những đồ vật này. Thứ năm, đặt gương trong nhà bếp. Lắp gương trong nhà bếp là một trong những lỗi đại kỵ của phong thủy nhà bếp. Đặc biệt, gương không được chiếu tới bếp. Nếu gương được đặt ở bức tường phía sau bếp thì sẽ chiếu tới thức ăn trong nồi, khiến cho tác hại càng thêm lớn. Thiết kế như vậy trong nhà bếp được gọi là thiên môn hỏa, sẽ khiến cho gia trạch gặp phải hỏa hoạn hay khiến cho gia chủ gặp phải điều bất hạnh. Tuy nhiên, nếu đặt gương chiếu ở nơi bàn ăn của cả gia đình, phản chiếu đồ ăn trên bàn thì lại có thể tăng thêm tài lộc cho gia chủ. 6. Đặt dao kéo không đúng vị trí. Trong phong thủy, những đồ vật sắc nhọn như dao, kéo thường mang sát khí không tốt. Do đó, cần đặc biệt lưu ý vị trí đặt những món đồ này. Trong đó, vị trí đại kỵ cần tránh đặt dao kéo chính là treo lơ lửng trên tường, đặc biệt là treo ngay trên khu vực bếp nấu. Vì điều kiện không gian không cho phép hoặc do vô tình nên một số gia đình thường làm giá treo dao ngay trên khu vực bếp nấu. Nhìn qua thì các bài trí này rất thuận tiện cho người sử dụng. Tuy nhiên, đằng sau đó lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Bởi trong quá trình sử dụng, người dùng có thể vô tình va chạm làm rơi dao kéo dẫn tới bị thương. Ngoài ra, trên phương diện phong thủy học, dao kéo bằng sát khí, do đó nên cất trong ngăn kéo hoặc hộp giá chuyên dụng, tuyệt đối không nên treo trên tường, đặc biệt là treo ở khu bếp nấu. Bởi việc này sẽ hình thành cách cục hỏa sát cùng thịnh, đây là điều tối kỵ trong phong thủy. Nếu phạm phải sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nữ gia chủ, khiến vận khí của cả căn nhà bị ảnh hưởng xấu. Quý vị thân mến,
nhà bếp được coi là kho tài lộc của cả gia đình, đại diện cho vận tài lộc của gia chủ. Chính vì thế nên ngày càng có nhiều gia đình quan tâm hơn đến vấn đề phong thủy nhà bếp, muốn cải tạo nhà bếp, đặt bếp vào vị trí hợp phong thủy. Tuy nhiên, có 6 vị trí đại kỵ tuyệt đối không được đặt bếp, kẻo sẽ khiến tài lộc trong nhà tiêu tan, tài khí khó lòng tích tụ, chẳng sớm thì muộn cũng tán ra bại sản vì tài lộc thất thoát. Thứ nhất, đặt bếp nấu đặt ngược hướng nhà. Khi thiết kế vị trí bếp, bạn không nên chọn hướng bếp đặt ngược hướng nhà, tức là bếp ngoảnh lưng về hướng cửa nhà. Nếu như vị trí nhà bạn ở hướng Nam thì bạn không bao giờ được đặt bếp ở hướng Bắc. Cũng như khi nhà hướng Tây thì bếp không nên đặt ở hướng Đông. Đây là điều kiêng kỵ vì như vậy không lành, không mang lại may mắn cho gia đình của bạn. Thứ hai, cửa chính nhìn thẳng vào bếp. Một trong những sai lầm khi thiết kế bếp trong nhà mà nhiều gia đình mắc phải chính là thiết kế bếp thẳng cửa chính. Phong thủy cho rằng khi đặt bếp nấu nhìn ra cửa chính là không tốt, bởi khi mở cửa nhìn thấy bếp sẽ khiến tiền tài hao tốn. Theo nguyên tắc phong thủy quy định rằng đường vòng mang lại điểm tốt, còn đường thẳng đem lại điểm xấu. Khi cửa chính nhìn thẳng vào bếp nấu sẽ gây nên thiệt hại cho gia chủ, không chỉ thất thoát về tiền bạc mà sức khỏe cũng tổn hại. Ngoài ra, thiết kế bếp đối diện cửa chính sẽ khiến người đi đường nhìn thẳng vào phòng bếp, gây mất sự riêng tư và đầm ấm của bữa cơm gia đình. Bên cạnh đó, khi cửa chính thẳng bếp cũng khiến cho các thành viên trong nhà dễ nảy sinh cãi vã, bất hòa, xích mích. Vậy nên, cần phải có cách hóa giải bếp hướng ra cửa chính nhằm đảm bảo cuộc sống tốt đẹp của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Các chuyên gia đã tổng hợp, cách hóa giải bếp hướng ra cửa chính đơn giản là di chuyển bếp ra nơi khác, đổi các vị trí phòng với nhau. Nhưng cách này không chỉ hao tốn tiền bạc mà còn gây mất cân đối căn nhà. Có những ngôi nhà được bố trí sẵn phòng chức năng thì điều này sẽ làm thay đổi kết cấu ngôi nhà, làm cho cuộc sống không còn thoải mái, thuận tiện. Do đó, quý vị có thể áp dụng một trong hai cách sau. Thứ nhất, sử dụng rèm cửa. Bạn có thể sử dụng một chiếc rèm cửa ở phòng bếp để ngăn cửa chính hướng thẳng vào bếp. Bạn nên chọn rèm có màu sắc và họa tiết phù hợp với tổng thể căn nhà. Như vậy sẽ khiến cho ngôi nhà hài hòa, đẹp mắt và hợp phong thủy. Cách hóa giải bếp hướng ra cửa chính bằng rèm cửa vừa tạo sự kín đáo, đẹp mắt, tiết kiệm chi phí mà còn giúp hóa giải xung khắc. Thứ hai, lắp vách ngăn. Cách hóa giải bếp hướng ra cửa chính đơn giản là gia chủ có thể lắp vách ngăn. Cách này được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ, công năng nên được nhiều gia đình lựa chọn. Vách ngăn phòng có đa dạng mẫu mã và chất liệu để bạn lựa chọn, bền đẹp với thời gian. Sử dụng vách ngăn giúp tiết kiệm chi phí nhưng cũng làm tăng vẻ đẹp tổng thể cho toàn bộ ngôi nhà. Thứ ba, đặt nhà bếp đối diện với nhà vệ sinh. Đây chính là điểm kiêng kỵ mà bất cứ gia chủ nào cũng cần nhớ. Về mặt khoa học, bếp là khu vực nấu nướng, chế biến thức ăn, lưu trữ thực phẩm luôn cần khô ráo, sạch sẽ. Trong khi đó, nhà vệ sinh thường hay ẩm ướt, có nhiều khí xú uế. Nếu đặt nhà bếp gần nhà vệ sinh, tạo cơ hội cho nấm mốc, vi khuẩn tấn công thức ăn, thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Về mặt cảm quan, bếp đặt gần hoặc đối diện nhà vệ sinh cũng tạo sự khó chịu, giảm cảm giác ngon miệng khi mọi người thưởng thức các bữa ăn hàng ngày. Về phong thủy, xét âm dương ngũ hành, dàn bếp chủ về hỏa, nhà vệ sinh chủ về thủy. Phong thủy quan niệm thủy hỏa tương kiến, tất sinh hung họa. Âm dương không điều hòa khiến gia vận bất ổn, hòa khí không tốt, người trong nhà dễ cãi cọ, thị phi. Về mặt tài vận, bếp vốn biểu trưng cho kho của cải, tài khí tụ, nếu gặp phải thủy uế từ nhà vệ sinh sẽ là một bất lợi lớn. Không những vậy, cách cục bếp đối diện với nhà vệ sinh còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nữ chủ nhà, chủ nhân của căn bếp và là người duy trì hạnh phúc gia đình. Thứ tư, bếp ở vị trí trung tâm ngôi nhà. Trong phong thủy, vị trí trung tâm được coi là trái tim của ngôi nhà, là nơi tập trung các nguồn năng lượng của ngôi nhà, cần sạch sẽ, yên tĩnh để mạch khí luôn ổn định. Bếp thuộc hành hỏa, nếu bếp để ở vị trí trung cung sẽ phạm vào thế hỏa thiêu trung cung, lửa đốt trung tâm. Điều này sẽ tạo nên kết cục không tốt, làm suy yếu toàn bộ khí trường, ngũ hành bốn phương trong ngôi nhà của bạn. Khi khí bốn phương bị suy yếu sẽ dẫn đến thoái khí sẽ dẫn đến thoái vận. Khi thoái vận sẽ có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng khác xảy ra, điều này không thể lường trước được. Thứ năm, bếp đối diện với cửa phòng ngủ. Phòng ngủ là nơi con người sử dụng phần lớn thời gian trong ngày để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Do đó, không gian này cần sự yên tĩnh, sạch sẽ,
tách biệt với bếp nấu để tránh mùi thức ăn, dầu mỡ di chuyển vào phòng. Năng lượng phát sinh từ bếp thuộc hỏa, chủ về động rất không tốt cho những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn. Nếu đặt bếp đối diện phòng ngủ sẽ tạo ra các dòng năng lượng xung đối, khiến người trong phòng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, lâu dài không tốt cho tâm trạng và sức khỏe. Nếu không di chuyển được bếp hoặc vị trí cửa phòng ngủ, nên giảm thiểu tác động bằng cách sử dụng hút mùi, quạt thông gió trong phòng bếp, giữ không gian luồng thoáng đãng sạch sẽ. Thứ 6, đặt bếp ở cung càn phía Tây Bắc. Cung càn ở phía Tây Bắc có độ số 307,5 đến 322,5 độ. Cung càn phía Tây Bắc là vị trí tối thượng, cao quý của toàn bộ căn nhà, tượng trưng cho khí tốt nhất, đại diện cho người cha, người chồng hoặc người lớn tuổi trong ngôi nhà. Những người này sẽ gặp phải nhiều bất lợi nếu đặt bếp tại khu vực cung càn phía Tây Bắc, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, uy quyền, tổn hại phúc đức. Do vậy, nơi này tốt nhất nên dùng làm phòng thờ, an vị ban thờ hoặc dành làm nơi ở của người có thứ bậc cao nhất trong nhà. Bên cạnh những lưu ý về vị trí đặt bếp, các chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng trong nhà bếp có 5 thứ đại cát sau thì càng để lâu, phúc lộc càng sâu dày, gia đạo hưng thịnh, giàu có khó ai bằng. Thứ nhất, đồ vật có màu sắc hợp với ngũ hành của bếp. Màu sắc của nhà bếp rất quan trọng, do vậy gia chủ cần chọn lựa đồ vật có màu sắc thích hợp để nhà bếp luôn mang năng lượng và vượng khí. Nhà bếp là nơi lưu trữ lửa, vậy nên nhà bếp rất mạnh về yếu tố hỏa. Do đó, chọn màu sơn nhà bếp nên chọn màu thuộc tính mộc như xanh, xanh tím. Gam màu này vừa nhẹ nhàng, tươi mát, vừa giúp thúc đẩy tương sinh cho gian bếp. Ngoài ra, màu trắng và màu ghi cũng là màu rất thích hợp với không gian nhà bếp. Nếu chủ nhà yêu thích các gam màu như nâu đất, be vàng thuộc nhóm màu trung tính cũng có thể sử dụng để sơn cho nhà bếp. Theo quan niệm phong thủy nhà ở, đây là những màu mang đến sự bền vững, ổn định, giúp bếp lúc nào cũng có cảm giác ấm áp và sung túc. Hai màu sắc thường được sử dụng nhưng theo phong thủy nhà bếp nên hạn chế chính là màu xanh nước biển và màu đỏ. Màu xanh nước biển thuộc thủy, thủy khắc hỏa, tuy tạo cảm giác thoáng mát nhưng nếu sử dụng nhiều sẽ lấn át sự hấp dẫn của thức ăn, khiến người dùng cảm thấy không ngon miệng và làm giảm bớt sự vui vẻ nhộn nhịp của bếp. Màu đỏ thuộc yếu tố hỏa nên nếu lạm dụng sẽ khiến phòng ăn bị mất cân bằng, mang cảm giác bực bội, nặng nề cho gia chủ. Thứ hai, tranh phong thủy hợp khu vực bếp. Nếu bạn muốn kích hoạt may mắn cho khu vực bếp nhà mình thì có thể treo một số bức tranh phong thủy hợp với không gian nơi này. Bạn có thể chọn những bức tranh về bầy cá chép hoặc những bức tranh về các món ăn, về hoa cỏ mang tính chất vui tươi trong sáng sẽ giúp cho không gian nhà bếp bạn vừa sinh động, tăng tính thẩm mỹ, vừa may mắn hút tài lộc. Thứ ba, chú ý tới các yếu tố thủy và hỏa. Thủy và hỏa là hai yếu tố bất dung trong ngũ hành nhưng tồn tại song song trong nhà bếp. Do đó, khi bố trí căn bếp, gia chủ cần đặc biệt chú ý đến hai thứ này. Trong bếp, bếp nấu đại diện cho hỏa, còn bồn rửa bát, vòi nước, đường thoát nước, tủ lạnh đại diện cho thủy. Nếu thủy và hỏa đặt quá gần nhau thì sẽ gây ra nhiễu loạn các luồng khí trong nhà, gây hao hụt tài lộc. Các chuyên gia khuyên rằng bếp nấu và bồn rửa bát hay các vật phẩm mang yếu tố thủy khác nên đặt cách nhau 60cm nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy sẽ giúp giảm đi sự cạnh tranh giữa thủy và hỏa, không làm tài lộc, vận may bị ảnh hưởng. Xét dưới yếu tố khoa học, bếp nấu đặt quá gần tủ lạnh thì nhiệt độ tỏa ra từ bếp sẽ khiến tủ phải hoạt động hiệu suất cao hơn, nhanh hỏng. Thứ tư, trồng các loại cây tốt cho phong thủy nhà bếp. Trong phòng bếp, gia chủ có thể đặt nhiều loại cây khác nhau để trang trí cũng như kích thích phong thủy. Nên ưu tiên trồng những loại cây nhỏ gọn, cành lá không loa xòa, có khả năng khử mùi, thanh lọc không khí trong bếp. Gia chủ có thể đặt một số cây như dương xỉ, nha đam, lưỡi hổ trong bếp. Những loại cây này khá dễ sống và đáp ứng các yếu tố trên. Ngoài ra, gia chủ có thể trồng các loại rau gia vị trong bếp như húng quế, hương thảo, húng bạc hà, vừa thanh lọc không khí, trang trí nhà bếp lại có thể dùng để nấu ăn. Thứ năm, bếp có sự ngăn nắp sạch sẽ. Bếp là nơi đun nấu, cất giữ lương thực cho gia đình, nên cũng được coi là một vị trí nắm giữ tiền tài quan trọng. Tiền tài ở đây chính là thực phẩm, giữ bếp sạch sẽ chính là việc giữ cho nơi cất chứa tài lộc sạch sẽ. Bếp được vệ sinh thường xuyên cũng giúp loại bỏ các vi khuẩn, dầu mỡ hay những năng lượng xấu gây nguy hiểm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Phòng bếp cũng cần phải được thiết kế thông thoáng, có thể hấp thụ được nắng và gió,
bởi nắng và gió đều là những năng lượng dương. Khi gian bếp thông thoáng, có đủ nắng và gió sẽ giúp tăng dương khí và năng lượng tốt cần bổ sung cho khu vực đun nấu. Vâng thưa quý vị, bố trí bếp đúng cách không chỉ giúp bạn có được nội thất bếp hoàn hảo, tiện nghi mà còn mang lại tài vận, cát lành cho gia đình. Do đó, mọi người cần lưu ý nếu đang phạm phải những lỗi này thì cần nhanh chóng thay đổi lại cách bài trí. Thời lượng chương trình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu quý vị thấy video này hữu ích thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc bằng cách nhấn vào biểu tượng chuông bên dưới để nhận được thông báo và cập nhật những video mới nhất từ Phú Quý Tài Lộc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.